Rất vui được gặp quý vị và anh em trong video clip ngày hôm nay. Vâng, hôm nay Jika Audio sẽ chia sẻ một cái mẹo đơn giản, đó là cách kết nối chat vào một bộ dàn karaoke mà cũng có rất nhiều bác không biết cách kết nối mua thì vẫn cứ xin hỏi tư vấn cách kết nối làm sao cho hợp lý. Vâng, video này thì những bác nào biết rồi thì các bác xin vui lòng bỏ qua, còn những bác nào chưa biết cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì các bác hãy like cho em một like nhé. Vâng, thì hôm nay em lấy ví dụ nó là một đôi loa siêu chép mang thương hiệu là Pioneer, model là X200. Cách kết nối thì bên em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác. Về cách kết nối chép vào một bộ dàn thì rất là đơn giản, nhưng rất là nhiều bác vẫn còn đang chưa biết kết nối ra làm sao. Vâng, thì em sẽ hướng dẫn hai cách nhé. Vâng, đầu tiên đó là chúng ta khi mà sở hữu một cái, đây em quay gần vào, khi sở hữu một cái siêu chép bất kỳ nào đó thì mà các bác không biết cách kết nối thì em sẽ hướng dẫn. Vâng, thì ở phía sau một đôi chép thì bao giờ cũng có một cầu đỏ và một cầu đen để chúng ta dễ quan sát này. Vâng, chính cái cầu đỏ đen này, chạm đỏ đen này thì chúng ta cầu âm dương. Hình thức đầu tiên đó là em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối đằng sau âm ly hoặc là đằng sau những cục đẩy công suất mà có những cầu đỏ đen như thế này này. Cứ một đỏ một đen thì các bác đấu vào cho em. Đó, đấu vào cho em một đỏ một đen đây. Những dây này em đi lên chép này này, em đi lên chép. Đây rất là đơn giản thôi nhé. Đấu ra đằng sau chép là xong thì là ra tín hiệu đã nhận và hoạt động. Đó, hình thức thứ hai đó là đấu đằng sau những đôi loa chính mà chúng ta đang nghe. Em ví dụ có những bác có những cái bộ dàn rất là nhiều thiết bị, rất là ngại lôi những cái thiết bị đẩy vang ở lọc lưng ra rất là bất tiện, thì các bác có hình thức khác đó là câu đằng sau những cái đôi loa chính chúng ta đang nghe. Đây các bác đấu song cũng một đỏ một đen, các bác lấy tín hiệu đằng sau loa ra. Đây là những cách dễ nhất và tiện nhất cho các bác khi mà các bác có những đôi loa để ở rất là gần cách thức thao tác. Đây thì em cũng đấu lấy tín hiệu đằng sau một đôi loa chính mà em đang nghe. Đây ạ. Đó, đây hơi dài một chút xíu. Đây em đấu cái quả bên này là đi theo đằng cầu loa. Thì đấu theo đằng cầu loa này thì nó cũng sẽ lấy tín hiệu ra và nó hoạt động. Đây này rất là đơn giản. Đó các bác thấy không ạ? Rất nhiều bác mua chép bên em về vẫn xin tư vấn cách kết nối thì hôm nay em làm video hướng dẫn chi tiết. Đó, có hai hình thức, một là đấu đằng sau âm ly cầu đỏ đen, chạm đỏ đen đấy, hoặc là đằng sau đẩy có những chạm đỏ đen thì chúng ta kết nối cũng một đỏ một đen âm dương là xong. Và cách thứ hai là đằng sau những đôi loa chính. Vâng, các bác hình dung ra không ạ? Vâng, rất là đơn giản và dễ ghép các bác nhé. Như vậy là hai hình thức kết nối đã xong và chúng ta có thể là đã trải nghiệm được những đôi loa siêu chép mà chúng ta sở hữu mua về. Đó, rất là đơn giản các bác ạ. Mà rất nhiều khách xin tư vấn, hôm nay em cũng giới thiệu rất là chi tiết về hai hình thức kết nối. Vâng, về trở kháng thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều các bác nhé, chép mà không ảnh hưởng gì nhiều các bác. Bác yên tâm kết nối song song như đằng sau những đôi loa chính hoặc đằng sau những cái âm ly. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và các bác thấy nghĩa hãy like cho em một like nhé. Vâng, hẹn các bác vào các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.